con thái Phật làm con cháu phải. Nhân đại đường đường tôi nhãn thị tư nhân chân tổ nghĩ đề cao đệ tứ trung bật số Thank you.
vào tay công việc, bắt tay vào công việc để chuẩn bị cho thế được thành công viên mãn, cầu nguyện cho công trình của chúng ta ngày sớm hoàn thiện, may mắn thuận lợi bình an, đem công đức này cầu nguyện cho ông Siêu Dương Khánh, quốc thái dân an, nhân dân của chúng ta thịnh vượng và phát triển, con em xa gần được thành đạt, khỏe mạnh ấm no hạnh phúc. Xin cảm ơn các cụ và vị đại phật. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, từ xa xưa, đình làng là một biểu tượng văn hóa tâm linh của làng quê, là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cả làng. Cây đa, giếng nước, sân đình là hình ảnh thân quen đã từng hiện hữu trên quê hương Cẩm Hoàn và đã in sâu vào tâm trí của mỗi người con quê hương. Đình làng Cẩm Hoàn là nơi thờ cúng nhị vị thành hoàng, đức tướng quân quốc công Phạm Ngũ Lão, người đã có công với dân, với nước, chống giặc ngoại xâm và lập trang, lập ấp lên làng Cẩm Hoàn ngày nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đình làng Cẩm Hoàn được xây dựng và tôn tạo qua nhiều giai đoạn lịch sử. Thời gian xây dựng gần đây nhất là từ những năm 2000 đến nay, cũng đã được trên 20 năm. Với điều kiện thiếu thốn về vật tư và các lý do khách quan khác, ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn giữ được vóc dáng của một ngôi đình cổ, không đảm bảo an toàn trong việc thờ cúng, cũng như không đảm bảo trong việc sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, ban vận động làng văn hóa cùng với nhân dân quyết định xây dựng ngôi đình làng trên nền đất cũ với thiết kế kiến trúc hình chữ đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung. Kết cấu tường gạch chỉ chịu nực, mái lợp ngói mũi hài, các góc tạo mái đao, bờ góc, bờ mái, đao có hoa văn trang trí kiểu truyền thống. Toàn bộ công trình có tổng số 16 cột gỗ, trong đó có 6 cột cái cao 5,8 m, đường kính 38 cm, 10 cột quân cao 4,8 m, đường kính 35 cm, có 8 vì cửa gỗ lim ba gian, bức bàn có đục chạm hoa văn tứ quý. Đình làng là biểu tượng văn hóa, cây đa, giếng nước, sân đình không thể thiếu của mỗi làng quê Việt, đã in sâu vào tâm trí của mỗi người con quê hương. Chỉ trong một thời gian thi công trên 5 tháng, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng khó khăn về đi lại cho anh em tổ thợ Hòa Bình, Nam Định sang để thi công. Song với tinh thần trách nhiệm và phần nỗ lực cố gắng nhiệt tình của mọi, công việc cũng kịp tiến độ đặt ra theo kế hoạch. Các thành viên được các ban của làng cử ra để giúp việc xây dựng đình làng cũng rất nhiệt tình và trách nhiệm cao. Một năm gần đây đầy khó khăn và thiên tai dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng đến kinh tế của bà con nhân dân và nhân dân cả nước, song xây dựng công trình văn hóa tâm linh của làng lại phải lựa sức với của các hộ dân trong thôn. Với mọi cố gắng và tinh thần đoàn kết nhất trí chung tay và góp sức của mọi người, công trình đến ngày hôm nay đã được thành công tốt đẹp như một giấc mơ. Thay mặt cho ban vận động xây dựng làng văn hóa, xin chân thành cảm ơn và chúc quý thầy, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, các người con xa quê lời chúc sức khỏe, hạnh phúc,
an khang thịnh vượng. Ông Đỗ Văn Sau, trưởng Đảng Văn hóa, đã có ý kiến khai mạc và báo cáo kết quả xây dựng công trình đình làng Cẩm Hoàn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Đỗ Văn Quy, thay mặt cho các cụ cao niên trong làng, lên phát biểu ý kiến tại buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Sơn, cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, hôm nay ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, ngày 24 tháng 10 năm 2021, là ngày lành tháng tốt, trong không khí vui vẻ, long trọng, trang nghiêm, làng văn hóa Cẩm Hoàn tổ chức lễ bắc nóc ngôi đình. Cho phép tôi đại diện cho toàn thể nhân dân thôn Cẩm Hoàn có đôi lời phát biểu. Trước hết xin gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chào mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đình làng Cẩm Hoàn từ thủa xa xưa đã có, song trải qua thời gian ngôi đình không còn nữa. Theo nguyện vọng của toàn dân, cách đây khoảng hơn 10 năm, ngôi đình được xây dựng lại trên nền đất cũ, về diện tích cũng rộng rãi, song về tầm vóc chưa đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân. Sang năm nay, năm Tân Sửu, được sự đồng ý của cơ quan chính quyền địa phương, được sự nhất trí cao của toàn thể nhân dân thôn Cẩm Hoàn cùng toàn thể con em sinh sống, công tác xa quê và các nhà hảo tâm, cả về tinh thần, vật chất, làng văn hóa Cẩm Hoàn khởi công xây dựng ngôi đình mới. Đến nay, công trình đã cơ bản được hoàn thành. Kết quả này thuộc về toàn thể nhân dân thôn Cẩm Hoàn, song sự thành công ấy cũng có phần to lớn của ban xây dựng đã hy sinh thời gian để vận động quyên góp theo dõi tiến độ công trình được hoàn thành đúng tiến độ. Thành công ấy cũng có công không nhỏ của các hiệp thợ, nhất là đoàn thợ mộc đã mang hết trình độ, khả năng, tay nghề, miệt mài lao động cả một thời gian dài để công trình hoàn thành đúng thời gian. Toàn thể nhân dân vô cùng hồ hởi, phấn khởi đã được nhìn thấy kết quả của công trình. Nhưng từ nay đến lúc hoàn thành, thời gian và chi phí còn nhiều. Vì vậy, mong toàn thể nhân dân, con em xa quê, các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đóng góp rồi, hãy ủng hộ nữa, ủng hộ mãi để công trình được hoàn thành một cách hoàn hảo. Để đến khi tuần rằm ngày lễ hội, toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương tề tựu đông đủ tại sân đình dự lễ và chiêm ngưỡng ngôi đình uy nghi, niềm tự hào và kiêu hãnh của quê hương. Thay mặt cho toàn thể nhân dân, tôi có mấy lời phát biểu, song sẽ không nói hết được tâm tư nguyện vọng của toàn dân, kính mong mọi người thông cảm. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, có được sự thành công xây dựng công trình ngôi đình làng Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay, có sự giúp đỡ rất lớn đến từ sư thầy Đại Đức Thích Chân Tường. Và sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng và kính mời sư thầy sẽ lên có đôi lời ý kiến phát biểu tại buổi lễ trọng thể này. Xin trân trọng và kính mời sư thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cụ, kính thưa ông Đỗ Xuân Trịnh, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Kiến Thụy, cùng quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã Thanh Sơn và thôn Cẩm Hoàn, cũng như toàn thể nhân dân, con em xa gần của thôn Cẩm Hoàn,
về tham dự đại lễ cất nóc an vị Long Cốt Thượng Nương ngôi đình thôn Cẩm Hoàn của chúng ta. Ngôi đình là cái ngôi mà sinh hoạt cộng đồng cả của một nàng. Chuông nàng nào nàng ấy đánh, thánh nàng nào nàng ấy thờ. Đấy. Nên là thánh Phạm Ngũ Não của chúng ta bây giờ cụ là nàng bậc thánh nhân của Việt Nam chúng ta nói chung. Thế thì đình chúng ta rất vinh dự lại được thờ ngài. Chứ bình thường đình Tú Đôi là lịch sử không bằng đình Cẩm Hoàn đâu. Thế thì sau khi mà chúng ta xây dựng ngôi đình này, nhà chùa tin rằng sẽ nhất cái huyện này. To tác không biết, nhưng mà cái kiến trúc, tiền thì nhiều, có thể là có đình nhiều tiền hơn. Nhưng mà có thể là chúng ta cứ đi thăm các đình và xem. Thì sẽ trong cái phạm vi điều kiện nhân dân của chúng ta ít, thì chắc chắn sẽ nhất cái huyện này. Để báo cáo các cụ thế. Chúc mừng các cụ như vậy. Cũng chỉ mong các cụ đoàn kết, hòa hợp, rồi nhân dân nhân tiện cái lúc này bớt ăn, bớt tiêu một chút. Ăn cũng hết, mặc cũng rách chứ mà. Ra đi hai bàn tay trắng. Lúc này là lúc cơ hội để chúng ta có viên gạch, viên ngói để mà đóng góp vào đây. Các cụ ngày xưa nói như thế, trong cái chế độ phong kiến như vậy, mà có những cái ngôi đình, ngôi chùa, cột ôm hai ba người, vòng tay vào mới ôm hết cổ, nối tay vào mới ôm hết cổ. Đấy, các cụ ngày xưa làm một cái ngôi đình này á, có thể là 5-6 năm, đấy, bằng thủ công hết ạ. Đấy. Nên nhà chùa ngày xưa cũng ở nhà chứng kiến là các cụ xây đình ấy, thuê thợ là cứ toàn làm thủ công thôi. Hai người xẻ mãi cả ngày không được một mảnh cương, cứ cò cưa thế này, người thì nằm dưới ở dưới, người thì ở trên còng lưng xuống để cương, cả ngày không được một mảnh cương để mà làm sửa đình. Thế thưa các cụ, như bây giờ chúng ta hiện đại hóa, công nghiệp hóa, máy móc, máy cẩu là rất là nhanh. Đấy, điều kiện có thể là bây giờ đói thì không đói rồi, có miếng ăn miếng để rồi, có nghĩa là đủ no, đủ ăn, đủ mặc rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mà chúng ta không làm được thì quả là để bí lại về xưa ấy, chúng ta có phần nào đó hơi hổ thẹn. Đây, nhà chùa cũng có phải nói thẳng hơi hổ thẹn với các bậc tiền bối của chúng ta. Nhân tiện đây cũng kêu gọi cả các cụ về vận động con cháu, người có công, người có của đóng bè tập phúc, tác như nhất thời lưu vạn đại, sau này được khắc nên bia để ở đây muôn đời cho con cháu noi gương học tập để làm theo cái hiện tại của chúng ta. Chứ còn bây giờ sau này không có cơ hội đâu, làm xong là không có cơ hội, không có cơ hội nữa để mà công đức hết rồi. Và thứ hai nữa là trong lúc này chúng ta đang tập trung vào xây dựng như này, nội thất tính sau. Chúng ta tập trung nhận công đức vào những cái xây dựng này đã. Còn hoành phi cửa võng, lúc nãy thấy bác sau cũng báo cáo là hoành phi cửa võng ấy. Nhưng thầy nên tham gia là để chúng ta nhận công đức để xây dựng xong cái hiện trạng đã. Còn nội thất chúng ta có thể là đưa vào thờ tạm kia, còn lại vận động tiếp giai đoạn 2 về cái vấn đề nội thất. Thầy cũng tham gia như thế thì các bác cũng nghiên cứu. Thế thì thời gian có hạn. Ngày hôm nay ấy, là cất nóc thì nhà chùa cũng được ban tổ chức chia sẻ, đưa cho khách lên chia sẻ một chút ít. Thì xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, các ban ngành đoàn thể, cũng như hai giới các cụ và nhân dân địa phương và con em xa quê hiện đang học tập, làm ăn, công tác mọi miền tổ quốc, mọi các nước, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, dưới sự phù hộ của Thành Hoàng, nàng Cẩm Hoàn, mọi người luôn đoàn kết xây dựng quê hương Cẩm Hoàn của chúng ta ngày một phát triển, giàu đẹp và thịnh vượng, con cháu thành đạt. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đến giờ phút này cũng đã đến giờ tổ chức đại lễ thượng lương cất nóc ngôi đình làng Cẩm Hoàn
xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Sau đây, ban tổ chức tôi xin trân trọng và kính mời ông Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Hai, xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. Ba, xin trân trọng và kính mời Sư Thầy Thích Chân Tường, trụ trì chùa Tú Đôi, xã Kiến Quốc. Bốn, trân trọng kính mời ông Bùi Hữu Thụy, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Năm, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Sau, trưởng làng văn hóa. Sáu, xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Súy, đại diện cho họ Ngô. Bảy, xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Nới, đại diện cho họ Lưu. Tám, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Thủ, đại diện cho họ Đỗ. Chín, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Điền, đại diện cho họ Nguyễn. Mười, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Quy, đại diện cho các cụ cao liên trong làng. 11, xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Tuyết. 12, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Niu. 13, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Khanh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời 13 ông cụ có tên trên sẽ tiến lên phía trên lóc đình. Xin mời các cụ, vừa rồi ban tổ chức đã trân trọng kính mời các cụ Phương Danh lên làm lễ dâng hương, trong đó là chúng ta sẽ làm lễ cất tóc. Giờ phút này là giờ phút linh thiêng của đại lễ. Xin mời các cụ cùng toàn thể đại lễ chúng ta khởi thân đứng dậy để chắp tay hướng về bàn thờ ở công trình, để hướng về thành hoàng làm lễ dâng hương cáo yết. Xin phép chính thức được cất tóc công trình ngôi nhà quan trọng nhất ở cái tóc ạ. Nên là rất là linh thiêng thế này, nên là xin mời các cụ khởi thân đứng dậy hướng về lễ đài. Thầy xin phép là làm lễ dâng hương để cáo yết Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ tuệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường đức thành hoàng nàng Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, vị tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Cùng duy Việt Nam Quốc, Hải Phòng, thành phố Kiến Thụy, huyện Thanh Sơn, xã Cẩm Hoàn, thôn Y Vũ, tài công trình xây dựng đình nàng sứ cư thượng phụng Phật thượng nương an vị nông cốt cất nóc công trình kỳ nguyện âm siêu dương khánh quốc thái dân an dân nàng đoàn kết hòa hợp, con cháu khỏe mạnh ấm no hạnh phúc thành đạt, độc tài vượng tiến may mắn phát triển thuận lợi hành thông, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm kim thần. Các ban ngành đoàn thể thôn Cẩm Hoàn, Cẩm các cụ não ông, các cụ não bà, Cẩm nhân dân, con em xa gần thành tâm tiến cúng kỳ nguyện. Thân mệnh an cam tâm thần cởi mở, nhân này nảy nở nghiệp giữ tiêu trừ, bốn mùa không hạn nách nghi no, tám tiết thưởng vinh quang phúc thọ, lòng thành khẩn thiết kính dâng nén hương cao yết. Xin phép cất nóc an vị nông cốt thượng nương, sở cầu tất ứng sở nguyện tổng tâm. Nam mô Đức Văn Phật Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ thành hoàng phủ phục cúc cung tam bái.
tổ chức tôi lưu ý tới các cụ công các bà là khu vực cầu thang là khu vực đóng tạm, cho nên là chúng ta di chuyển nhanh xuống phía dưới, không tụ tập và không xô đẩy ở khu vực cầu thang. Đỗ Văn Sau, trưởng đảng văn hóa, xin lên cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Xin chào mọi người. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và các người con xa quê, thật hoan hỷ cho quê hương chúng ta hôm nay ngày lành tháng tốt. Giờ linh được sự chứng kiến của nhân dân địa phương, quý khách thập phương, các quý thầy cùng nhân dân địa phương, các người con xa quê về dự và chứng kiến một ngôi đình lịch sử, một ngôi đình mà thế hệ chúng ta được nhìn thấy thật là hoan hỷ. Tiếp theo phần lễ dâng hương, ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn sẽ lên đặt lễ dâng hương, xin trân trọng kính mời đoàn. Ban tổ chức tôi xin trân trọng thông báo các tập thể cá nhân có lễ dâng hương lên đình sẽ đăng ký với ban tổ chức và chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu.